Rồi hôm nay Thanh Tú cũng lên thêm một chiếc đài nữa. Hồi nãy thì Thanh Tú có quay một cái chiếc đài cũng Natural cùng mã luôn, RQ552. Con này thì đẹp hơn nha anh em. Con này mới hơn, đẹp hơn, xuất sắc hơn. Tất cả mọi thứ đều đẹp hơn. Đó, rồi giới thiệu với anh em. À, đây là cái logo của chiếc đài. Đó, rồi đây là công tơ số, đây là núm đèn light khi sử dụng. Anh em nhìn thấy cửa băng nè. Con này đẹp xuất sắc nha. Rồi đây là cửa loa. Đường viền mà nhôm nguyên khối nó ốp vào nhìn thấy rất là sang trọng, mà nó có cái nét cổ điển. Con này nhìn đẹp lắm anh em. Nhìn nó dáng nó hay hay. Thanh Tú xin xây cận cảnh nè. Anh em nhìn thấy mặt sóng đài nè. Con này có 3 băng sóng nha. Rồi quay về hướng trên cho anh em xem nè. Đó, chữ hiển thị rất là rõ ràng luôn, phím cassette đẹp luôn ha. Như mới. Con này như mới. Rồi bên này bên hông. Con kia hồi nãy cũng đẹp, nhưng mà có điều cái màu của mấy cái này nè, nó cũng còn đẹp luôn, mà cái màu nó hơi ngã vàng một chút xíu. Con này nè anh em nhìn thấy màu nguyên si mới, như mới luôn. Núm tung linh đẹp luôn. Rồi con này cũng có cái chiếc mic đài, mic thoại. Giá Thanh Tú test mic luôn ha. Rồi bây giờ anh em nhìn thấy cái mã quay sách nè. Như mới anh em. Mới thì nói mới. Đẹp. Không có vít nhầm luôn. À, đẹp không? Rất là đẹp luôn. Bên đây hai bên má này đẹp, rất là đẹp luôn. Rồi cổng ăn chơi kết nối, con này xài DC 6V nha. Rồi đây mặt lưng anh em nhìn thấy nè, anten. Anh em nhìn thấy rất là mới luôn. Thanh Tú đã bỏ vào đây 4 viên pin để test. Rồi để đây đi. Rồi bây giờ xin test với anh em. Trước tiên đó là radio AM. Đây, em mở đắp đây. Mình bấm chế độ mở đắp và mình bật chế độ radio lên. Phát thanh từ Campuchia, nơi xa thế nào đó thành công trong Việt Nam, bạn đúng chấm này rất chấm nòng xàm kịp. Và bây giờ thì tổ thư ký đã thông báo là có thính giả gọi điện đến chương trình và muốn gặp radio bác sĩ AM quá nét. Alo ạ. Alo ạ, vâng ạ. Vâng ạ, à, chào chị. Vâng ạ. Bên cạnh đó thì kế hoạch 03 của tôi cũng đã tiến hành một trong những giải. Trong chiến dịch này, được bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Nga nói về vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông khẳng định những lệnh trừng phạt đã. Nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên trường cao đẳng còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Rồi, 610 trong năm nay, của Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu hội đồng. Rồi, như vậy là AM bắt rất là nét nha anh em. Thanh Thú xin lấy pin ra. Những người biết dùng á, người ta nghe đài radio đó là người ta dùng pin. Nó sẽ chuẩn hơn, sóng không bị nhiễu nha anh em. Tiếng bắt rất nét. Rồi bây giờ Thanh Thú xin test FM. FM thì phải kéo anten lên. Quên. Nếu mà để cái quai như vậy á, thì không xoay được anten, rất là khó. Cho nên là Thanh Tú xin để cái anten nó xuống, để quai sắt xuống đi. Rồi bây giờ xin test FM nha. Đây Tú Thanh Tú sẽ ghim cổng nguồn. Con này xài nguồn điện 110V, cắm bình điện 110. Mở radio lên. Điểm tương đồng người trên số đầu cầu. Rồi mở FM rồi đó. Con này FM 90 thôi, Thanh Tú đã nâng sóng lên 108 full. Bảo đảm với anh em được full. Người phản ánh chân thực. Mình nhận ăn nhiều chất là kích thích như là cay nóng quá, chua quá, hoặc là uống rượu bia cà phê. Cảnh giao thông trên vỉa hè cũng đã ý thức và chấp hành tốt hơn. Trong 2 tuần thì chúng tôi cũng đã bên cạnh những cái thằng tâm chỉ tất cả. Đó, anh thấy không? Chỉnh anten đúng hướng là nó tròn hơn, lớn hơn. Con của chúng ta thằng tâm sẽ tốt nghiệp ra trường. Cuốn của bộ sách cánh diều bằng hình thức trực tuyến đến Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo. Kinh doanh hàng tạp hóa tại thị xã Tân Châu khoảng tháng 1 năm 2018 để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đài An Giang 93.1. Vợ chồng Linh có quen biết với nhiều khách hàng ở Campuchia. Tìm dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn,
miền Bắc ấm lên, miền Trung mưa nhỏ và khu vực Tây Nguyên Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh. Đó là hình thái thời tiết trong cả nước ngày hôm nay. Về trưa và chiều, sắp xếp lớp học sinh theo tinh thần nghị quyết số 19, khắc phục tình trạng bệnh viện tuyến đầu của cả nước. Tất cả chúng ta cũng phải quán triệt theo tinh thần của Đảng, Nhà nước, tinh thần phục vụ nhân dân. Sức khỏe của nhân dân là phải là đặt lên hết. Ở những cái làng rẽ phải đó thì luôn luôn tất cả các loại xe, chứ không hai bánh thôi. Đó, cả xe ô tô cũng được di chuyển luôn. Đúng đó. Hướng cái nó trong này, thấy không? Ở những cái biển báo đó thì không có cái gì khác. Lẽ 2.7 MHz, hai đứa cũng là xu hướng đi nghe không? Một cái 2.7 MHz anh em. One Music, âm nhạc và cảm xúc. Tại một vương quốc nọ, có một ông vua tài đức vẹn toàn, luôn được các thần dân hết mực yêu quý. Để làm được điều đó, mỗi sáng thức dậy, người vẫn luôn phải giữ một thói quen hết sức đặc biệt. Dễ ơn, đức vua sẽ dậy thật là sớm, đi đánh gôn để có sức khỏe trị vì đất nước. Sai rồi, theo tôi á, đức vua sẽ phê duyệt tấu chương, chạy đến lai, đó mới là một vị vua anh minh. Đúng nhưng chưa đủ. Theo thông tin mật bị lộ ra ngoài, nhà vua đều dành 3 tiếng mỗi buổi sáng để nghe radio. Từ chuyện gia đình, chuyện xã hội, đến những câu chuyện có thật truyền cảm hứng xung quanh chúng ta đó. Hèn chi mà đức vua nhà mình nhiều kiến thức tới vậy. Đó là chương trình radio gì vậy ông anh? Là Rise and Shine, phát sóng trên The One Radio, tần số 102.7 MHz vào 6 giờ đến 9 giờ hàng ngày. Tôi chỉ còn thể tại... Đây là 104. Giải quyết đại diện đoàn đồng chí. Đây là đài truyền thanh Gạch Giá nè anh em. Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Rạch Giá tiếp tục ý kiến đó, của truyền thanh Gạch Giá đó. Hướng ghi nhận cho tập hợp viên. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test xong cái phần radio. Thôi bây giờ test phần mic luôn đi anh em. Sẵn tiện sẵn bắt FM nè. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo các sở. Xin lỗi, quên mở cái này. Đó. Anh em thấy không? Mở là nó có tín hiệu liền. Đó. Alo 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 alo. Ok, rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ Thanh Tú xin hạ anten xuống để test băng cassette anh em ơi. Rồi bây giờ đây, có bỏ băng cassette vào rồi. Sao? Dạ tôi không biết. Nhìn cho thật là tha thiết, nhìn. Dạ tôi không dám nhìn vậy đâu. Chú Tiểu, ông. Từ nay ta sẽ gọi gã là Tiểu Ngốc Tử. À đúng rồi, Tiểu Ngốc Tử ơi, chết chưa rồi Tiểu Ngốc Tử ơi. Số quan anh em. Nga Muội kia, chú đại ca. Đại ca đến đây từ bao giờ? Đại ca tìm kiếm Nga Muội khắp mọi nơi, gặp Muội nơi đây đại ca mừng quá. Chỉ xa Muội có một khoảnh khắc nhỏ nhoi là lòng anh đã cô liêu trống trải. Đó, đại ca giả bộ để trêu chọc Tiểu Muội, chứ cả Giang Đông có ai lạ gì sự lịch thiệp và hào hoa của công tử Chu Khắc Kiệt. Nhưng trước nhan sắc của Bạch Thiên Nga, Chu Khắc Kiệt đã trở thành khờ khảo và đứng trơ vơ như một pho tượng đá lạnh năm thầm. Đại ca ơi đừng cần đua chi Tiểu Muội một
trở về nha. Một nhóm tình quê hương một sài nghĩa chợ sao bằng giờ anh là duyên là nở hãy hết cái đẹp lúc xuân xanh là tới cái đẹp bụi xuân già mình hãy cảm ơn đêm tối với ngọn đèn mờ đã tạo cho mình cái bóng hắt hiu đơn lẻ giữa trưa hè nắng cháy vật lộn với đời như người siêu lạc trong sa mạc khô khan có những khi trùng bước phong trần tròn chân mỏi gối trong lòng xanh tiếc hối. Xin test cái vấn đề tua tới tua lùi nha. Bỏ cái lỗi trắng vào anh em nhìn thấy cho dễ nè. Đó. Thì phần tua tới thì mình phải giữ tay. Đặc biệt con này là gì đó, hồi nãy em quay con đài kia cũng vậy đó. Hai con cho nên làm chứng minh cho anh em thấy nè, không phải là lỗi phím đâu nha. Nè, buông ra nó nhảy nè. Đó. Rồi, tua nè. Thấy không? Rồi, bây giờ play nè. Xin test một đoạn Duy Khánh ở đây nè. Coi cái chất âm nó như thế nào. Ôi hò đầy phương nam lúa xanh bóng dừa uốn quanh ta sức trai đem cánh tay vây bao giờ nè tới vùng ngày mai bao giờ tự động tạm dừng người đi đem dân ca tiếng hò miền Trung về miền Nam cho nhau rồi như vậy là đã hoàn thiện hết nha anh em. Bây giờ Thanh Tú xin test vấn đề lay-in nha. Rồi, cắm cổng lên này gắt 3 ly rưỡi, 2 đầu. Đó. Rồi, Thanh Tú xin cắm điện thoại đây. Cắm vào điện thoại. Mình sẽ mở radio lên nha. Đó, sẵn tiện đây á, sẵn mở radio rồi. Thì radio nó hoạt động rồi đó. Giờ Thanh Tú xin test cái vấn đề mà đèn light nè nha. Nè, quay gần lại cho anh em thấy đèn light. Đó, anh em thấy không? Đèn light cháy nè. Rồi, bây giờ xin test lên ha. Ôi, ở bé bao giấc mộng chung luôn. Tắt nè, mở nè. Giờ đây thành mây khói, theo gió buông trôi xa. Sao cứ theo nhau về
lại niềm đau cơn đêm. Liên khúc tình yêu xưa hơi ấm nụ hôn đầu với bao lời ước nghẹn. Cành gác buồn nhiều hợp đang xưa lành cũng rồi. Như vậy là lay in cũng hoạt động hoàn hảo hết luôn anh em. Thì chiếc đài này rất là đẹp, rất là mới. Thanh Tú có hai chiếc đó, một chiếc kia thì đẹp, cũng đẹp, nhưng mà nó cái hai bên nước sơn của cái má hồi á nó hơi ngã vàng hơn một tí so với cái này. Con này đẹp liền lạc hết, cửa băng đầu màu nó sắc sảo, nó sáng hơn. Rồi thì dĩ nhiên giá nó phải khác anh em. Thì Thanh Tú cũng xin mời anh em giao lưu về với chiếc đài Natunan cổ này, có model là GW552 đó. Rồi, một chiếc đài đẹp xuất sắc, xin kính mời anh em giao lưu. Xin gọi hoặc là liên lạc qua kết bạn Zalo, số điện thoại 0919073813 nghe anh em. Thanh Tú xin nhắc lại số điện thoại 0919073813, hoặc là kết nối Zalo, Thanh Tú sẽ cung cấp hết hình ảnh chi tiết cho anh em. Rồi, xin kính chào.